nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow, wow, wow. Và hello xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Yeah. Thì hôm nay trong khoảng thời gian mình ngồi đang làm việc thì mình có lấy ra một ý tưởng, đó là link cộng đồng Ngọc Rồng. Link cộng đồng Ngọc Rồng nghĩa là gì? Là những cái link ai cũng có thể vào, ai cũng có thể biết. Và mình không nhớ nhớ không nhầm là ngày xưa mình có được anh em chia sẻ cho mình một cái app link cộng đồng Ngọc Rồng, nhưng mà bây giờ mình không có nhớ nữa. Thì hôm nay mình sẽ quyết định ngay thời điểm bây giờ là mình sẽ quyết định là làm một cái video đó là về link cộng đồng Ngọc Rồng. Thì mình sẽ lên mạng mình tìm xem anh em có chia sẻ link cộng đồng Ngọc Rồng không, và mình sẽ thử vào xem cái link đó có cái gì hot mà anh em ai cũng chơi. Mình được nghe kể là ở CR3, CR1 ấy có một cái link VIP lắm, nhưng mà là cái link đó không thể đổi được mật khẩu, và mật khẩu ai cũng biết và tài khoản ai cũng biết, nghĩa là cứ khoảng 3 phút thì lại có một người đổi một lần. Mình không hiểu, nhưng mà gọi là cái link đó là link cộng đồng, đấy gọi là chung là link cộng đồng. Thì bây giờ mình sẽ vào lên mạng và mình sẽ thử tìm một cái link cộng đồng để thử vào game xem link nó có cái gì không nha anh em. Được rồi anh em, thì bây giờ mình sẽ vào Google để mình tìm link cộng đồng nhá. Ok, thoát game này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Google nào. Đó, ở đây thì mình sẽ tìm, ở đây mình có tìm kiếm Halloween Ngọc Rồng, nhưng mà hôm nay là mình nghĩ là hôm nay đã là sự kiện anh em ạ. Hôm nay sẽ là sự kiện thì mình đã có tìm hiểu, nhưng mà chắc chắn là hôm nay, có thể hôm nay hoặc ngày mai là sự kiện. Bây giờ mình sẽ tìm link cộng đồng Ngọc Rồng nhá. Thì hiện tại pin của mình còn khoảng 12%, mình quá nhanh không khí trước khi hết pin. Mình quên không có sạc pin anh em ạ. Ok, mình sẽ ghi nha. Link cộng, à, link cộng rồng, link ngọc rồng. Đây, thì đây có rồi, link ngọc rồng cộng đồng luôn này. Được rồi, mình tìm thấy rất nhiều địa chỉ link các kiểu đây. Chú bé rồng online, ngọc rồng online, cho link ngọc rồng cộng đồng. Đây, mình thử kích đây xem có gì không anh ạ. Xem nào. Mong là một cái link khá là hot. Khả khuya.a.yahoo. Thì đa số những cái link cộng đồng là cái gì nhỉ? Cái tên cái mail của nó là a.yahoo.com. Thì em biết đây, Yahoo hiện tại là đã chết hay sao nhỉ? Mình không nhớ, như là đóng cửa hay sao ấy. Nhưng mà mình thấy là đa số cái link cộng đồng là đâu, cái tên gọi là cái mail của nó, đuôi của nó là đuôi a.yahoo.com, và mật khẩu nó thường như là số 0. Thì mật khẩu đây không phải số 0 rồi, mình nghĩ là cái nick này không thể vào được anh em ạ. Để mình chuyển sang một cái nick khác nhá. Để mình tìm xem nào. Đây rồi. Ở đây nó sẽ kiểu bài đăng nó sẽ kiểu như nhau, nó sẽ giống ở dưới ấy. Nên là mình sẽ chạy vào đây nào. Ồ, còn 12% pin. Cuộc đời khi quay video cho anh em xem mà còn 12% pin. Không biết có đủ để thời gian vào link cộng đồng không. À đây rồi. Thì mình thấy đây, ở đây anh em thấy không, ở đây có tài khoản là cho link cộng đồng tên đẹp. Tên đẹp, ủa nghe từ tên đẹp mình không biết có gì hot không. Mình thấy ở dưới comment các kiểu cho ác thằng top sàn a.lol.com, mật khẩu 19001000 không biết. Được rồi, thì mình nghĩ ở trên đây chắc là cái link có thể vào được, vì mà mình nhớ không nhầm là những cái link không thể đổi được là một, ví dụ là mật khẩu số 1 số 0 này, hoặc là mật khẩu một dấu cách. Thì mình nghĩ chắc link này vào được, mình thử copy link này nha anh em nhé. Mình sẽ copy link này vào xem thử có gì không. Mong là được, nếu mà link này vào được thì anh em có thể vào chơi được, vì mình vào được anh em chắc chắn là sẽ anh em sẽ vào được. Đây, bài viết là 10 tháng trước trên trang chủ Ngọc Rồng Online. Được rồi, bây giờ mình mật khẩu là một số 0, mình chỉ cần copy cái tên tài khoản thôi anh em ạ. Ok, việt đẹp dai 2k3a.com.
Được rồi, mình nhớ rồi. Mình sẽ quay lại nhá. Trời. Đây, mình sẽ vào lại game anh em ạ. Còn 12% pin ra là máy nó hơi nát giật tí, anh em thông cảm cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ vào game. Link cộng đồng mình không biết có cái gì hot không, nhưng mà thấy nhiều anh em bảo là link cộng đồng có rất nhiều người chơi. Và một tí lại mất kết nối, mình không biết là có thật hay không. Bây giờ mình thử vào nhá. Mình nhớ tài khoản rồi, Việt. Việt đẹp trai 2K3. Đủ 2K3 luôn anh em ạ. A còng đuôi là yahoo.com à? Yahoo.com được rồi. Thì mật khẩu là số 0. Mật khẩu số 0 mình không biết tại sao là mật khẩu là số 0 lại không đổi được, vì game nó bị sao ấy. Kiểu như là mình đổi một mật khẩu một số 0 khi mình đổi lại thông tin thì nó bắt buộc là mình phải ghi nhiều ký tự hơn. Có lẽ là vậy. Ok, mong là mình sẽ vào được. Để mình xem nào. Bây giờ mình sẽ chuyển mình sẽ vào đầu tiên là server 1 nhá. Mình không biết cái link này server mấy vì ở dưới nó không ở trong mình vừa xem qua như ở trong nó không ghi là server mấy. Mình sẽ vào server 1 đầu tiên anh em nhá. Mong là vào được. À đủ. Anh em thấy không? Mình có thể vào động một cái link cộng đồng. À đây. Mình thấy rồi anh em nhá. Link Lam Miếc nhá. Lam Mic nhầm đọc nhầm Lam Mic. Link Lam Mic và cái tên nhân vật khá là đẹp nên ra là chủ tài khoản đã có nói là cho link cộng đồng tên nhân vật đẹp. Hay cu dài 40 cây. Đồ. Cu dài tận 40 cây. Bảo sao cái tên đẹp thế. Đây link khoảng 10 triệu sức mạnh anh em ạ. Hành tinh Lam Mic. Nhiệm vụ thử thách đặt thắng vòng 2 đại hội ô thuật. Mình không ngờ là có thể vào được cái link cộng đồng vì link cộng đồng là ai cũng có thể chơi, ai cũng có thể vào. Và những anh em không có thể đổi được mật khẩu tài khoản, thế như vậy. Mình nghĩ là vậy. Thì sau video này mình cá là anh em sẽ thử vào đây trải nghiệm xem con link cộng đồng là như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử sơ qua nha anh em nhá. 10 triệu sức mạnh. Thắng vòng 2 đại hội ô thuật này. Hành trang này, vẫn là quần áo anh em ạ, không có ai lấy cả. Đậu thì đậu cấp 3, cấp 4 à. Kỹ năng này. Rồi, kỹ năng thì chỉ có 3 skill đầu thôi. Nội tại không có. HP gốc 10k, sự đánh 351. Ở đây có người on này anh em này. Đây anh em này, có người on đấy. Tức là 15 phút trước là có một người on nick này. Thấy chưa anh em ạ? Anh em ạ. Thì cái nick này link cộng đồng nên ra là rất có thể rất nhiều người on, nên ra là anh em nếu mà có vào chơi thì gọi là chơi qua thôi để biết làm sao là link cộng đồng như thế nào. Đây mình xin thử xin động này. Thành viên có 3 người đó. Bây giờ mình thử về nhà hành trang xem có gì không nha anh em. Link cộng đồng thì chắc số đa số là không có gì trong nick rồi. Mình đi cùi nữa chứ. Mình ước vào được một cái link cộng đồng khá VIP cho anh em xem, nhưng mà tìm cũng khó anh em ạ. Tìm trên trang chủ đa số link cộng đồng VIP thì toàn bài cũ thôi, bài ngày xưa thôi. Nhưng mà bây giờ đào được những cái bài như thế thì nó hơi khó. Đây đậu cấp 4. Mình tưởng đậu cấp 3, hóa đậu cấp 4 này. Cũng khá thú vị. Rồi, trong dương đồ chả có gì luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Đây cũng là lần thứ 2, thứ 3 mình vào link cộng đồng. Ngày xưa mình nhớ mình có vào cái link cộng đồng VIP lắm. Nhưng mà chơi được một tí lại bị mất kết nối, vì rất nhiều anh em vào mà. Ok anh em, thì mình thấy khá nhiều anh em thắc mắc là Ai trong bức hình tròn tròn này này, cái phần mềm mình quay video màn hình như này. Thì anh em có thể vào kênh của mình, kéo xuống sẽ hiện một kênh tên là Haru-chan. Và anh em có thể kích vào đó để xem biết thông tin chi tiết và câu trả lời cho anh em những em thắc mắc. Ai trong bức hình mỗi lần mình quay video đều để. Thì hiện tại là máy của mình còn khoảng 9% pin thôi. Thì mình nghĩ là video mình xin dừng lại ở đây. Và hôm nay mình đã làm xong một cái video, đó là truy cập app cộng đồng Ngọc Rồng Online. Và mình nghĩ là sau cái video này rất nhiều anh em vào thì chắc chắn là chơi sẽ khoảng 1 đến 2 phút là sẽ mất kết nối. Ok, thì video mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và nếu thấy video hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Và đừng quên ấn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình nhé. Và bây giờ, tạm biệt anh em. Đừng quên comment ý kiến và cả like nhé. Hai cái đó để giúp mình có động lực làm những video hay hơn. Bye anh em.